Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Thay Vi. Và chúc các bạn có một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Đừng quên đăng ký kênh nếu lần đầu tiên các bạn xem kênh. Và hãy like cũng như cho biết ý kiến của các bạn ở bên dưới video. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái video clip. Cái này mình sẽ nói cho các bạn là cái cách mà các bạn chọn mua giống dâu tây. Tất nhiên rồi, bởi vì khi mà các bạn quyết định mua ở một cái vườn giống dâu tây nào thì người ta có sao để các bạn phải mua vậy, đúng không ạ? Và nếu như các bạn mà xem là những cái kiến thức như thế này á thì các bạn sẽ hiểu và các bạn sẽ chăm sóc dâu tây nó tốt hơn, mình hy vọng là như vậy. Và mình cũng hy vọng với cái nhà vườn mà với các cái nhà vườn mà họ bán dâu tây á, họ cũng sẽ hiểu được cái nỗi đau của các bạn khi mà trồng dâu tây. Bởi vì rất nhiều người có nhắn tin, gọi điện, không phải gọi điện mà là nhắn tin và comment cũng như là hỏi Khách Nhân TV về cái việc mà tại sao mà trồng dâu tây nó lại hay bị chết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái mà nó rất là phổ thông thôi, mà các bạn có thể là hiểu được thì các bạn sẽ trồng dâu hoặc các bạn quyết định mua dâu, nó sẽ có cái nó sẽ có cái lựa chọn nó tốt hơn các bạn nhá. Và mình hy vọng với những view của mình là mình mong cho rất nhiều người trồng được nhiều dâu để các bạn có cái bữa ăn, được trong cái bữa ăn các bạn có một thêm một cái thành phần đó là dâu tây, các bạn tự trồng một loại thực phẩm cao cấp có nhiều sức khỏe. Và có thể các bạn đam mê thì các bạn có những cái chi dâu mà dâu để ngắm hoa, đây là hoa hồng đó các bạn. Bạn thấy nó mình thả cái đất mà nó lên kinh khủng không? Đó. Rồi thì có nghĩa là vừa hái dâu tây cũng vừa nói chuyện với các bạn thì nó vui hơn ha. Mình lại cứ bẻ một mỗi bữa lại bẻ một cái lá các bạn. Lá rồi là đi tìm cái lá bên dưới xem nó có sâu không các bạn. Sâu rau rất là nhiều. Để mình đựng dâu tây các bạn nhá. Đây, các bạn thấy chưa? Nhật Sachinuka ha. Thì mình thấy cái việc mà trồng dâu nó khó như vậy cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn. Tại sao các bạn mua dâu về mà trồng nó lại khó? Thứ nhất là thế này các bạn này. Khi mà các bạn chọn những cái giống dâu tây á, cái cây giống dâu tây á, các bạn thường có tâm lý là nhìn cái dâu nó xanh mướt á là các bạn rất thích. Các bạn nhá. Các bạn nên nhớ là cái điều là cái dâu xanh mướt là rất là thích. Bởi vì cái người ta mà làm giống á là người ta hay có tâm lý, người ta gọi là, mình dùng cái từ như thế nào, mình gọi là làm hàng. Các bạn nghe từ làm hàng nghĩa là như thế nào không? Tức là ví dụ như cái dâu của người ta là người ta muốn bán được hàng, người ta sẽ tưới đúng không? Người ta sẽ dùng phân, người ta dùng phân bón, người ta tưới, người ta cố gắng người ta tưới cho hàng nó thật đẹp. Đó, nó thật đẹp, nó thật mướt, nó xanh mướt đó, xanh mướt. Ví dụ như những cái dâu này gọi là xanh mướt các bạn này. Đó thì các bạn có biết không, có nghĩa là các bạn phải hiểu là cái dâu mà khi người ta chăm sóc ở giai đoạn cây con á là có lực, nó có lực, cho nó có lực. Nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng là ví dụ một đứa con nhà nghèo á là nó sẽ được ăn uống, nó kham khổ thì nó còi cọc đúng không? Đấy. Nhưng mà nó được chăm sóc tốt hơn thì nó mở màng hơn, đại loại như thế. Nhưng mà các bạn có biết là nếu như mà cái khả năng mà thích ứng với môi trường là những con nhà nghèo nó thích ứng hơn các bạn nhá. Con nhà nghèo thích ứng hơn, bởi vì sao? Nó phải gió sương này, nó khổ với môi trường đó. Nên là nó sẽ khỏe hơn, đại loại như vậy. Và còn một cái điều đặc biệt nữa các bạn có biết không, mà cái này là xuất phát từ những cái trải nghiệm của mình nha. Mình đã làm rau, mình cứ nói với các bạn là mình hay là người con nhà nông, mình làm rau các bạn. Thì các bạn có biết không, là những cái cây rau á là khi người ta là bón, người ta trồng các bạn nha, là các bạn phải lưu ý cho mình này. Các bạn phải biết được cái chế độ chăm sóc của người ta, rồi mình về mình cũng phải chăm sóc đúng như kiểu của người ta các bạn nhá, thì nó mới tốt được. Thì tất nhiên là không phải là mình bảo là cứ thả ra cho cái cây nó xấu thì các bạn về các bạn chăm được tốt, thì nếu như vậy thì cây đừng có mất lực các bạn nhá. Thì có nghĩa là các bạn phải biết được cái quy luật các bạn nhá.
cái quy luật mà của người ta chăm sóc như thế nào thì các bạn về các bạn phải phải chăm sóc quy luật. Nhưng mình á, thì thật sự là mình mua cây giống á là mình không thích những cái không thích những cái mà giống đỡ được bón phân qua lá rất nhiều các bạn nhé. Các bạn có biết là sao, bón qua lá là nó nhìn nó chỉ có mở lá thôi, còn không biết là cái bộ rễ nó có phát triển hay không. Mà cái bộ rễ nó không phát triển về các bạn chăm rất là khổ, ra rất là khó. Mà về đến các bạn mà khi người ta đang cái thời gian đầu mà dâu nó nhỏ, nó đang nhỏ thì người ta bón qua lá. Mà về mà đến các bạn là các bạn trồng xuống rồi các bạn lại cứ tưới mà các bạn bón qua rễ thì nó hơi bị sai sai đấy, các bạn công nhận với mình không? Là nó hơi sai rồi đó, có nghĩa là nó đang khác cái quy luật. Ý là mình muốn nói như vậy ạ. Còn một cái cây dâu á mà họ nó trồng, ví dụ như đơn giản đơn thuần thì cái cây dâu này các bạn là nó tự bò xuống đất, nó tự ra quả, các bạn thấy không? Thậm chí mình còn chưa tưới phân cho nó kìa. Thì chút nữa mình phải tưới, nói vậy chứ mình khai thác quá thì mình phải tưới cho ăn rồi bổ sung. Nhưng mà ở dưới đất thì nó cũng tự hút nên nó cũng cho quả, các bạn thấy không? Đó. Thì nếu như mà mình cứ cố gắng các bạn nhá, họ thì bón phân qua lá. Các bạn mua giống về họ, các bạn trồng thì bạn lại cứ cố gắng bón phân qua rễ thì nó cũng như là kiểu thành một thói quen thôi các bạn nhé. Tất cả nó đều là cái thói quen, mình nghĩ là như vậy các bạn. Nhưng mình vẫn khuyên các bạn là khi mà các bạn trồng hữu cơ á, là các bạn hãy trồng và chăm sóc cho dâu nó ăn chất dinh dưỡng bằng rễ chứ không qua lá các bạn nhé. Mình đảm bảo với các bạn luôn. Nó bón qua rễ thì nó hút được nhiều chất dinh dưỡng, có nghĩa là bộ rễ càng nhiều. Đấy, cái bộ rễ càng nhiều thì cái rễ càng nhiều, nó càng nhiều đất thì mình nói rồi các bạn là đây này, đó, mình trồng đất thì có nghĩa là chỉ cần cái dinh dưỡng nó cần ít thôi, nhưng cái đất nó nhiều, nó bò rễ ra nhiều thì cái cây dâu nó vẫn tốt các bạn nhá. Đó, cho nên là các bạn cứ nghĩ nó đơn giản này, thật ra nó có một cái quy luật thôi, các bạn chỉ cần xem cái video của mình các bạn sẽ hiểu hết mọi thứ. Và đá hữu cơ thì các bạn, mình khuyên các bạn cứ cố gắng bắt các bạn tìm được các chất dinh dưỡng, các bạn bón, các bạn tưới qua gốc các bạn nhá. Mình nhắc đi nhắc lại với các bạn là bác sĩ mà chuyên khoa 2 mà người ta chuyên ngành thì người ta cứ khuyên rằng là nếu như mà các bạn mà có ăn uống được á thì các bạn cứ ăn, ốm đau cỡ nào cứ ăn bằng mồm chứ đừng có bao giờ chuyển nước. Các bạn cũng phải nên nhớ cái quy luật đó. Mình vẫn nhắc lại là mình không có bảo các bạn không nên. Nhưng mà nếu các bạn mà xem những cái video của mình á, mà các bạn trồng hữu cơ á, thì các bạn cứ tin mình đi. Đó, cây của bạn rất bền. Và đến cái mùa mà nó hết quả rồi á, mà đến mùa mưa á, là nó rất là cái cây nó vẫn có khả năng nó sống sang được mùa sau. Và nếu các bạn bón lá là mình nghĩ là các bạn chỉ cần một mùa là nó có thể là nó, mình dùng cái từ nhỉ, có thể là nó hỏng đó, nó đai luôn đó các bạn nhá. Đấy, cho nên các bạn hãy hết sức lưu ý nhá. Chứ còn mình cứ chia sẻ, còn các bạn nào có duyên các bạn tin thì tin, còn các bạn cứ cố gắng mà các bạn tìm những cái giống cái mướt thật đó, nó đẹp lắm, họ bón lá rất là đẹp, các bạn về trồng các bạn mà nó không sống mà các bạn chăm nó không mãi mãi không lên thì cái đó là do các bạn thôi nhá. Chứ còn mình vẫn khuyên như vậy đó. Còn mà khi mà các bạn mà có để những quả dâu hoặc là cái hạt dâu các bạn gieo, các bạn thuần từ vườn các bạn nó lên thì lại là một chuyện khác các bạn nhé. Đó, khi đó thì mọi thứ xứ nó đã khác rồi, nó thuộc về các bạn rồi các bạn nhé. Vườn nhà các bạn này, các bạn cây của các bạn có phần thuần rồi thì mặc dù nó ít thôi nhưng mà nếu nhiều chậu thì nó nhiều quả các bạn ha. Thì các bạn cứ chăm sóc, các bạn nhớ là cái thời gian dâu nó chín là phải chuột các bạn, chuột với các cái con mà nó ăn quá nó săn dữ lắm. Đấy, thế thì mình nhắc lại với các bạn như vậy đó, là nếu mà trồng hữu cơ thì các bạn hãy lưu ý, và các bạn mua giống các bạn cũng lưu ý như vậy, chứ đừng có cố gắng các bạn nhá, các bạn phải biết được cái quy luật của nó một chút. Chứ nhà vườn người ta chăm kiểu người ta cứ bón lá về các bạn trồng xuống là các bạn cứ tưới con rễ là rất là khó, phải thuần từng bước nhé các bạn nhá. Trường hợp mình lỡ mua rồi hoặc là mình đã mua rồi thì các bạn phải thuần từ từ các bạn nhá. Đó, và mình nên nhớ lại các bạn là cái giống mà nó quá mướt chưa chắc là tốt các bạn nhé. Mình nhắc lại một cái quan điểm, đó là cái cây mà nó mọc ở dưới đất nó nhìn nó cằn cằn vậy thôi, nhưng các bạn biết không, nó sang một cái môi trường
từ đất trống mà nó sang cái môi trường tốt hơn, nó phát triển cực kỳ mạnh và nó rất là nhanh. Đấy, nhưng mà một cái cây dâu mà nó được chăm sóc quá là nhiều bằng qua lá thì nó mở các bạn trồng rất là khó sống, mình đảm bảo các bạn luôn đó. Đấy, thì video này mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Nếu các bạn là người đam mê yêu thích dâu tây và đặc biệt là trồng dâu hữu cơ qua ô chậu thì các bạn hãy like cũng như là cho biết ý kiến của bạn ở dưới video. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo, và chúc các bạn có một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui, và đừng quên đăng ký kênh nếu lần đầu tiên các bạn xem kênh các bạn nhé. Đó, mình có những cái chậu dâu, các bạn thấy không, trồng hữu cơ, mình đâu có tưới bón qua lá gì đâu, mình trồng rất là tự nhiên bằng cái giá thể của mình, những cái can dầu ăn 5 lít cắt rễ rất là nhiều, quả không to lắm nhưng mình nghĩ là quả rất là chất lượng các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.